Xin lỗi chị. Ôi, dám đuổi chị. Trời ơi. Con em vẫn thấy sao? 10 điểm. 10 điểm, yeah. Chưa. Diễn xong cái suốt đầu tiên hai đứa cảm thấy sao? Quá đã. Thật sự luôn, cái cảm xúc mà cảm giác mà cuối cùng á là em còn thấy thỏa mãn với bản thân mình. Mà chiều tụi em sợ lắm. Mà cảm thấy thỏa mãn. Nói chung là trước khi diễn là rất là áp lực mà thật sự. Nói chung là hẹn gặp lại mọi người vào ngày 19 tháng 6 xuất diễn tiếp theo của Đêm Kinh Hoàng. Rồi mà kinh hoàng luôn á. Quá trời hay luôn. Cảm thấy sao Vân sau khi mình thể hiện cái vai diễn của mình? Em thấy cái vai bạn nữ Khánh Chi này rất là dễ thương. Rất là giống em không? Dạ, cũng có nét tương đồng với em, cũng dễ thương, nó nhảy lý lắc vậy đó. Nhưng mà luôn là đặt gia đình lên trên hết mọi thứ. Bài đó nó có ý nghĩa rất là hay ha. Hẹn mọi người ở cái xuất diễn tiếp theo đi Vân. Dạ, hẹn mọi người ở xuất diễn Đêm Kinh Hoàng tiếp theo của Đàm Lương Tư Sài Gòn Kinh Hoàng là ngày 19. Đúng rồi. Dạ. Nội dung như thế nào thì mọi người phải tới coi mới biết nha mọi người. Thì em tập thử là tốn thời gian đó, có gì dạ tới đây hỏi bà Tư cái coi. Bà Tư cảm thấy sao? Bà Tư thấy rất đã. Rất đã hả? Rất ok. Mọi người muốn biết là cái vai bà Tư như thế nào, mọi người sẽ tới ngày 10 mười mấy mười diễn này sẽ được tái diễn lại, cho nên là mọi người quý vị khán giả nào chưa kịp coi thì mọi người có thể đến sân khấu vào ngày dự định là 2 tuần nữa sẽ chiếu lại cái lộn diễn lại cái vở này, cho nên là mọi người nhớ sắp xếp thời gian nha. Trời ơi, trước khi lên sân khấu là em khen nói không được luôn. Hên quá, giờ cái nó nói không được lại. Hên nãy thoại thì nó nghe được luôn. Được, ok mà. Xuất sắc. Ok, khán giả khen quá trời. Đó. Ổn quá, xuất sắc. Nếu mà tái diễn anh cũng muốn coi nữa không? One more time. Anh nghĩ là mọi người vẫn muốn coi lại lần 2, lần 3. 19 tháng 6 thì đoàn sẽ tái diễn lại. Cho nên là rất là mong là mọi người cũng sẽ dành thời gian đi coi lại. Bởi vì cái chương trình này sẽ không có được livestream, mà sẽ giữ kịch bản để chúng ta có thể tái diễn nhiều lần cho nhiều khán giả có thể biết. Mà mọi người biết gì nè, cái hôm nay là giống như cái đêm thử lửa thì ngày 19 nó sẽ tròn hơn nữa, có nghĩa là đã quen rồi sẽ tròn hơn nữa. Và sau suất 19 thì 2 tuần nữa suất tiếp theo sẽ là một dàn diễn viên mới luôn, cũng cùng kịch bản đó, nhưng mà sẽ đổi diễn viên để cho quý vị thấy là lúc nào Sài Gòn Tân Thật cũng có cái để chúng ta có thể khai thác mà coi chưa. Mình có thể nói một chút xíu, bật mí chút xíu về cái nội dung cơ bản để mọi người tưởng tượng được về cái vở kịch của mình không? Lộ thì là luôn muốn mang tới một cái thông điệp gì đó qua những cái tác phẩm, chứ không phải đơn giản nó chỉ là một phần giải trí đơn thuần. Thì kịch và lô tô đó thì thường đó là đối tượng đến rất là có thể là gia đình, là nguyên gia đình, có nhiều tầng lớp, từ bố mẹ ông bà tới con cháu, thì kịch này dành cho mọi đối tượng mọi người ha. Và qua đó thì qua cái vở kịch, cái nội dung đó với những cái thông điệp rất là vui vẻ, thì để xóa bỏ cái khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình và để cho mọi người thấy là gia đình nó quan trọng như thế nào. Điều đó sẽ làm nên là cái vở nó rất là nhân văn ở cái ý nghĩa, và những cái tình huống xảy ra trong gia đình nhỏ cũng sẽ tạo ra tiếng cười rất là thú vị. Thì để chuẩn bị cho cái kịch bản như vậy thì bên mình chuẩn bị mất bao lâu rồi? Dạ thật sự là team kịch đã thành lập từ tháng 2 lần, nhưng mà không thể là lên on sóng được, bởi vì rất là nhiều dự án của đoàn, giống như Hoa Mid Brand, xong tới Hoa Hậu Hoàng Vũ, xong tới cải lương, rất là nhiều thứ là phải chuẩn bị. Và một số diễn viên họ phải vừa làm cải lương giống như bé Tư, Diễm Huệ vừa làm cải lương vừa làm kịch nữa. Phải nói là Diễm Huệ là một biên kịch rất là giỏi của Sài Gòn Tân Thời, đã làm cho Sài Gòn Tân Thời có một cái vở thật sự tuyệt vời. Bên cạnh đó là cũng không quên sự hỗ trợ rất là tuyệt vời của đạo diễn là nghệ sĩ Trang Ngọc, một nghệ sĩ chuyên kịch chuyên nghiệp về dòng hài nữa, là làm cho cái vở kịch nó trọn vẹn hơn. Thêm cô Hòa Thuận nữa là hai người đã hỗ trợ những chuyến bay nam mà Sài Gòn Tân Thời không thể đóng được.
Thì khi mà quyết định đưa kịch lên sân khấu Lô Tô thì Lộ có đánh đo nhiều không? À, dạ thật sự thì Lộ rất là đánh đo luôn đó mọi người. Tại vì thứ nhất là cái thời lượng kịch nếu mà ít quá thì mọi người sẽ không nó không tụ, gọi là không đủ tải một vở, nó chỉ có dừng lại mức độ là tấu hài thôi. Nhưng mà khi mình làm mình phải một là mình đứng giữa hai sự lựa chọn, một là mình sẽ làm hết mình với nghề, hai là mình cứ cân đo đong đếm về tiền bạc. Thì giống như từ trước bây giờ làm lộ làm là không tính toán nhiều thì nó mới được như vậy. Cho nên là nếu mình tính toán chi li quá không có gì. Cho nên là hôm nay là thực sự là em rất là sướng, em thật sự rất sướng bởi vì những cái thời khắc mà tập dượt hay là cái lúc mà em bỏ tiền đó mọi người, thì bây giờ nó là thành quả và nó rất là tuyệt vời, là em thấy là nó xứng đáng. Và em cũng rất là mong vở có lần tái diễn thì quý vị hãy đến coi, bởi vì thật sự nó rất là xứng đáng để chúng ta coi. Thật sự. Rồi, cảm ơn Lộ rất là nhiều nha. Ủa, ai tặng quà gì cho em vậy Huệ? Tặng nè, em cho coi nè. Phan luôn. Trời ơi nè. Coi nè. Nhà làm như thấy bột ngọt hay sao á. Không có thông minh hay sao á. Cái đặc biệt cái này nè. Hồi nãy nó thấy em có bầu á. Trời ơi. Em có bầu á. Nó không muốn em có bầu nữa hay sao. Nó để này là phòng tránh thai nè, an toàn nè, hiệu quả nè. Đó, rồi nước mắm này, trời ơi trời. Một điều đặc biệt nữa quý vị. Có một chai dầu ăn nữa. Đây. Làm cái gì ta? Một chai dầu ăn để làm tụi gì không hiểu luôn nha. Không biết này có hữu ý gì. Đó. Bà Phan Su đi với dầu ăn nha mọi người. Thật sự luôn. Nhưng mà hả, cái này là tấm chân tình của Tita Fan. Em luôn cảm ơn người đã tặng nha. Ủa mà quê anh nghe nói là em là giống như là kịch biên kịch hay là em ấy, em biên kịch đúng không? Ờ, là cái ý tưởng là trước đó là khoảng một tháng rồi. À. Chỉ là tại vì từ một tháng trước là kiểu nhiều cái show quá, em chưa có đau lắc kịp nên nó hơi chậm là ra cho mọi người. Hôm nay á, thật sự luôn, trước khi mình diễn á, nguyên một diễn viên đội gì đó ngồi im luôn, không thể nào mà kiểu mà run với mọi người. Thì mình không biết cái tác phẩm của mình ra như thế nào á, lo sợ không biết có người ta có phản ứng là cười hay là cái gì không. Nhưng mà thật sự là cảm ơn tổ nghiệp rất là nhiều luôn. Hôm nay rất là ăn, thấy cái khán giả, nói chung là khán giả nó cười vỗ tay rồi gì á, tụi em rất là vui, tụi em rất là sung sướng luôn mọi người. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Hẹn mọi người ngày 19 tháng 6 luôn nha, mọi người quay lại đây coi. Thật sự luôn em xin lỗi mọi người là cái kịch của tụi em á là không thể nào mà chiếu hay là quay livestream trên YouTube được. Tại vì mọi người biết á, nếu mà mình viết một kịch bản hoặc là dựng một kịch bản rất là khó mọi người. Nó không thể nào mà liên tục cho mọi người coi được. Nên á tụi em phải không có quay livestream để mọi người thông cảm nha. Hẹn mọi người 19 tháng 6 nha. Dạ. Ok, cảm ơn quý vị nhiều.